ngày nào còn đổ lỗi là kẻ nó mãi mãi họ vẫn là một đứa trẻ con, họ không bao giờ trưởng thành được. Và người trưởng thành là người nuốt nỗi đau vào trong và không nói gì, không phải đổ cho ai. Còn người mà cứ mở mồm ra thất bại cái là ngay lập tức là mẹ nó có 6 cái gạch đầu dòng nào là tại thằng nọ, tại thằng kia, thì thằng đấy còn lâu mới trưởng thành. Trời đất ơi, tiếu thiệt nha, nguyên đám tụi em hiếp tao hả? Dễ hiếm hả cưng? Thật là thú vị. Trời đất ơi, tiếu thiệt nha, nguyên đám tụi em hiếp tao hả? Dễ hiếm hả cưng?